Dù là ở Bắc Kinh hay là Thâm Quyến, điều quan trọng nhất vẫn là mọi người ở bên nhau. Sau này dù cho em không thể tới Bắc Kinh công tác cũng không sao. Chỉ cần tới cuối tuần anh bay từ Bắc Kinh về thăm em là được rồi. Ôi! Đúng đó, như tôi mỗi tuần đều sẽ đi máy bay về thăm chị Bảo vậy đó. Ngọt ngào đến mấy thì cũng là yêu xa thôi nha, không bằng tụi này ngày ngày gặp nhau đâu. Mấy cái người này thích phát cẩu lương lắm cơ, ai bảo chứ. Sếp Tưởng, uống trà sữa đi. À, tôi không khát, cảm ơn. Vậy ăn hoa quả không? Hay là chờ chị Sản chút nữa livestream xong chúng ta cùng nhau ăn? À đúng rồi, lúc nãy ở trong thang máy, ba người nói là hôm nay tới xem chị Sản livestream đúng không? Phải, vừa hay chỗ tôi có chiếu hình, có thể xem ở đây. Không cần đâu, chúng tôi xem trên điện thoại là được rồi. À, hay là tôi dẫn các cô đi quanh. Lần đầu tiên tới công ty tôi, chỗ tôi không nhỏ, có tận mấy tầng. Không cần đâu, 2, 3, 5, 6, 7, Lương Tử đã kể chúng tôi nghe rồi. À, đến cái này mà cũng nói rồi à? Vậy không nói gì khác nữa hả? Cậu ấy còn nói, à, không sao, có gì nói đó. Không cần phải khách sáo quá đâu. Mọi người đều coi như là bạn bè mà. Vậy tôi, thật ra thì chúng tôi muốn hỏi anh vài vấn đề. Phải? Ôi trời, cô hỏi đi, cứ hỏi thoải mái, hỏi mấy câu cũng được. Vậy mình hỏi nha. Ừ. Anh là người ở đâu? Tôi là người Cáp Nhĩ Tân. Ồ, Cáp Nhĩ Tân. Chị Sản chưa nói với các cô à? Đã nói chưa nhỉ? Chưa nói, chưa từng nói. À, không sao, cứ hỏi tiếp đi. Để mình hỏi. Cái này anh có hút thuốc không? Anh có tập gym không? Trước đây anh có từng yêu mấy người bạn gái rồi. Tôi thỉnh thoảng có hút thuốc, thường tập gym, từng có hai bạn gái. Vậy lần trước anh yêu là lúc nào? 5 năm trước rồi, hả? À, bởi vì tôi là kiểu công tử đào hoa, lòng dạ giảo hoạt, phải không? Không sao cả. Bạn tôi cũng thường nói tôi như vậy. Nói cậu nhìn giống như Hải Vương vậy. Kết quả lại là kiểu ngốc nghếch. Cũng được, cũng không phải như vậy. À thì giữa anh và Lương Tử có một chặng ân oán. Thật ra bọn tôi đều biết khá rõ. Ừ, đúng. Vậy còn nhím gai vẫn ổn chứ? À đúng rồi. Ôi, nhím gai mà các cô cũng biết à? Biết chứ. Xem ra thì nói về tôi không ít nhỉ. Tôi có thể hỏi các cô một vấn đề nhỏ không? Hả? Anh cứ nói đi. Được. Mỗi lần Lương Sản nhắc tới tôi với các cô, tôi hỏi là lúc mà nói tôi đó. Cô ấy có trạng thái thế nào? Cái này là thế này. Tấm lòng của tôi với chị Sản, tôi cũng sẽ không giấu giếm các cô nữa. Tôi nghĩ là ba người các cô cũng đều biết rồi. Là thế này, chị Sản có hơi khó theo đuổi. Bây giờ tôi thật sự là không còn cách gì nữa rồi. Nên muốn hỏi các cô có chiêu gì cao siêu không? Hay là thỉnh kinh với các cô? Tốt nhất là có thể lộ đề cho tôi thì càng tốt quá. Nếu như anh cũng có thành ý như vậy, chúng tôi cũng không ngại giúp anh một chút. Đúng. Là thế này, Lương Tử nhà chúng tôi tâm tư đều dành hết cho công việc. Đúng. Còn về việc yêu đương, đúng là độ khó rất cao. Đại khái là khoảng 8,9 phẩy gì đó. Khoảng chừng đó, rất khó theo đuổi. Cho nên nếu như anh đã nhắm trúng người này rồi, vậy thì anh phải nghĩ cách. Quan trọng nhất là anh phải có một quy hoạch dài hạn, hai người mới có thể tiếp tục. Cái này các cô có thể hoàn toàn yên tâm. Cái này từ lâu trong lòng tôi đã chuẩn bị thật tốt tư tưởng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi, cụ thể tôi nên làm gì mới có thể thêm được điểm trong lòng cô ấy? Cô ấy còn thích kiểu hỏi han ân cần, mỗi ngày kiểu em ăn chưa, đang làm gì, đã ngủ chưa, chào buổi sáng. Sau đó, hôm nay trời lạnh, mặc nhiều quần áo, là kiểu này anh phải để tâm và quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Thích kiểu này hả?
cũng không thể quá dính người được. Lương tử nhà chúng tôi còn khá thích có chút không gian cá nhân. Quan trọng nhất là thế này, khoảng cách sinh ra sự đẹp đẽ. Chưa chắc, lương tử miệng cứng tim mềm. Anh làm nũng là được. Cậu ấy rất thích làm nũng. Có biết làm nũng kiểu đàn ông mạnh mẽ không? Thử xem nào, làm nũng đó. Chưa thấy làm nũng bao giờ à? Đúng vậy, là... Thế này đi, tôi để tôi về tập thử nha. Tôi sẽ tập thử được chứ. Làm nũng mà. Cũng không thể làm nũng quá buồn nôn được. Buồn nôn hả? Họ phải có sức mạnh ngang nhau, tương ái tương tác. Đúng cũng phải ha. Lương tử thì khá cứng miệng, thỏa đáng. À được được, được rồi. Tất cả những vấn đề vừa nãy ba cô nói, đại khái là tôi hiểu. Cũng biết đại khái tôi phải làm thế nào rồi. Phải, các cô hay là như thế này đi. Một thỉnh cầu nho nhỏ cuối cùng. Không biết là có tiện không? Có thể add WeChat của ba cô không? Là thế này, tôi sợ sau này có vấn đề gì như vậy tôi có thể hỏi han các cô nhanh hơn. Dĩ nhiên rồi, có bất kỳ điều gì cần giúp đỡ trong cuộc sống thì cứ tìm Tưởng Lan Châu tôi đây, tôi nhất định sẽ tới ngay. Đưa mã QR ra đi. Tốt quá rồi, cảm ơn. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh nói tốt với lương tử. Được được, không cần nói nhiều quá, cứ là tạm tạm được rồi. Nào, đây là WeChat của tôi. Sếp Tưởng, nhớ là nhất định phải chọn màu đỏ nha. Ý gì vậy? Ủa, đưa bạn em xong rồi sao? Lần này may nhờ có anh giúp đỡ, cảm ơn. Cảm ơn cái gì chứ? Chỉ cảm ơn suông thế thôi à? Dĩ nhiên là không phải rồi, tôi đã chuẩn bị quà rồi. Chẳng qua là thời gian vội vàng quá, không kịp chuẩn bị hiện vật, cho nên tôi đã viết chúng ra lên mảnh giấy này rồi. Rút thăm đi, rút thăm, xem rút được cái nào thì cái đó. Không cần rút, ừ. Tôi chọn màu đỏ. Tôi thích màu đỏ. Nhiệt liệt, đại diện cho sự may mắn. Vậy, anh muốn màu đỏ chót, đỏ hồng, đỏ cam, hay là đỏ thẫm? Đúng là không ngờ có nhiều màu đỏ như vậy. Chuyện này thì phải cẩn thận một chút, đúng chứ? Em chờ chút, để tôi suy nghĩ đã. Sếp Tưởng, nhớ là một... Ê, 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 làm gì vậy? Hả? À, được lắm nha. Cài tay mắt trước mắt tôi. Đâu có, đâu có đâu. Đây là cái gì nhỉ? Vừa mới thêm WeChat, liên lạc tăng tình cảm thôi. Em hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Còn chọn không? Chọn chứ. Chọn đi. Tôi muốn màu đỏ đầu tiên. Màu đỏ chót. Bồn cầu thông minh. Em đùa, đùa cái gì vậy? Không phải những thứ còn lại em cũng đều để mấy thứ tương tự này chứ. Nhà ai thiếu bồn cầu đâu? Không được, cái này không tính. Hả? Không tính, không tính. Cho tôi thêm một cơ hội đi. Được, chọn đi, chọn đi. Nụ cười của em cảm giác không phải là thứ tốt gì. Lương Sản à, em có chút lòng thành đi có được không hả? Em nói với ai? Tôi tặng anh món quà nha. Sau đó tặng tôi ly sữa đậu nành này. Hai chúng ta không phải ngày nào cũng ở phòng làm việc uống sữa đậu nành sao? Không được, không được. Cái này không tính. Quá tam ba bận. Cơ hội cuối cùng đi. Được, lần cuối cùng đó. Cơ hội cuối cùng. Cái này được. Mô hình thương nghiệp mới. Cái này được. Được chứ. Mô hình thương nghiệp mới. Được đấy. Cái này được. Nói đi. Không hối hận chứ. Tuyệt đối không hối hận. Lấy nó đi.
Vậy tôi đốt nó đi. Ê, đừng. Đã xem ba cái rồi, không thiếu được cái cuối. Em để tôi xem luôn đi, có được không? Dù sao thì tôi cũng chọn rồi. Xem đi, xem đi. Em muốn cái này à? Cậu xin em đó. Em nghĩ lại đi được không? Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy có thể. Mười giờ sáng ngày mai, Hoang Lạc Cốc. Ngày mai? Mười giờ. Được đó, Hoang Lạc Cốc đúng không? Đúng giờ đấy, không gặp không về. Được không? Nè, lần đầu chúng ta hẹn hò, sao lại ở Hoang Lạc Cốc? Bởi vì tôi muốn ngồi tàu lượn siêu tốc. Không phải chị Sáng à? Chị Sáng, tôi sợ độ cao không được. Đổi cái khác đi được không? Đi thông thả. Kiều Khắc. Hả? Liên quan tới ba series mà chúng ta chuẩn bị ra mắt, tôi có vài ý tưởng. Tôi định biến chúng thành một chủ đề hoàn chỉnh. Series đầu tiên là Bạn Gái Thiên Tài. Series này chủ yếu thể hiện nét đẹp của phái nữ và cả khái niệm trưởng thành nữa. Series thứ hai là Bạn Trai Thiên Tài. Nó nghĩa là lời chúc phúc cho mỗi một cô gái luôn sống thật nghiêm túc, đều có thể có được tình yêu tuyệt đẹp thuộc về mình. Đương nhiên, chúng ta nhất định không được bỏ qua những cô gái không muốn yêu đương. Cho nên mới có một bộ sưu tập thứ ba, Độc Lập Xinh Đẹp. Chắc chắn khởi xướng, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ, con gái muốn sống thế nào cũng được. Sao hả? Được đó. Chỉ nghe cô nói như vậy, ý tưởng thiết kế đã trong não tôi rồi. Cô xem, trong thiết kế của Bạn Gái Thiên Tài, có thể kết hợp hình hoa, sau đó dùng các kiểu hoa thể hiện các kiểu vẻ đẹp của con gái. Ý tưởng hay. Cô xem ở chỗ thiết kế này, tôi có thể xếp Kiều, xếp Tưởng. Gọi tôi Kiều Khắc là được rồi. Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi làm bản vẽ. Xếp Lương, thư ý định đầu tư gửi cho quý công ty đã một tuần rồi nhỉ? Cô vẫn không trả lời tôi à? Xếp Tưởng, công ty tôi không hề hài lòng về giá mà Lan Châu đưa ra. Vậy thì tăng thêm 10%. Nè, định giá cao nhất của công ty rồi, không thể thêm nữa. Em đùa thôi. Không có điểm không hài lòng, chỉ là em đã tìm được nhà đầu tư thích hợp hơn. Đang định lát nữa nói cho anh biết. Ai thế? Nè, Cố Gia đặc biệt bay từ Thượng Hải tới đây gặp em. Chuyện quan trọng nhất là hai bọn em vô cùng có duyên, là nữ giới. Chị ấy có giả tâm giống em, hơn nữa rất hiểu gánh nặng và dục vọng của em và rất ủng hộ em. Anh cũng rất hiểu em, rất ủng hộ em mà. Vậy chị ấy còn có thể làm được chuyện mà anh không thể làm. Ví dụ đi, ví dụ là một người từng trải sẽ nói cho em gặp được người mình yêu thích và tán thưởng lẫn nhau. Nhất định phải trân trọng. Người này rất có hiểu biết. Em phải học tập người ta nhiều vào. Đàn ông như thế này rất... Nghe tin nhắn. Các chị em, có lẽ mình sẽ tới muộn một chút. Ân Thưởng nghe nói hôm nay phải gặp bạn trai các cậu. Hiện giờ một mực tới trung tâm thương mại mua đồ. Ủa? Lần tụ tập này đông đủ vậy à? Ừ. Ôi, vậy phải chú trọng. Anh định chú trọng thế nào? Đầu gai. Đầu gai. Cưng thấy nơi này thế nào? Em ở đây chẳng ra sao. Anh nhanh đón em về nhà cũ đi. Ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng nhiều yêu cầu như vậy. 202. 202. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp Tề Tụng. Trước đây tôi nghe Đại Bảo nói trong nhà có một anh đẹp trai. Nhìn thế này đúng là rất đẹp trai nha. Cũng được thôi, mạnh hơn anh một chút. Ôi trời, cũng rất lợi hại đó. 202, anh có thể làm được gì? Vậy thì nhiều lắm. Nói chuyện, giải đáp nghi vấn.
202. Vậy bình thường mấy cô lúc ở nhà nói chuyện nói những gì? Tôi nói cho anh nghe, người ở bên cạnh anh bình thường nói chuyện với tôi nhiều nhất, như là hai người cãi nhau đau lòng nè. Nè nè, được rồi, 202. Anh về đi ngủ đi. Tạm biệt. Mọi người đều làm việc của mình đi ha. Còn nhiều việc thế này, anh để loa kia ở đây. Được. Không có việc gì đừng cãi nhau chứ. Đừng cãi nhau. Mọi người thổi bóng tôi dán. Được. Hết băng dính hai mặt rồi, còn nữa không? À, ở đó, ngăn kéo thứ nhất bên trái. Bình thường mọi người đều từng tới đây hả? À, từng tới. Tôi cũng từng tới. Lần đầu tôi tới. Nhưng có lẽ các chị ấy biết tôi sớm nhất. À. Nè, con nhím ở trong đó là của tôi. Để ở đó 2 tháng rồi. Con cá vàng đó của tôi 3 tháng rồi. Cái chuyện đó, Tiểu Đinh sắp về rồi. Chúng ta chuẩn bị đồ ăn đi. Được. Vậy được, tôi đã chuẩn bị thịt kho tàu rồi. Làm nóng là ăn được, tôi đã nấu canh. Đã đun rồi. Chà, mọi người nấu cơm giỏi vậy. Tôi nướng cũng được, nhưng mà tôi đã mang theo đồ ăn chính. Có thể làm món trộn. Anh đã mua cua sống, tôm sống, cá sống. Còn có bào ngư. Còn có gà. Lát nữa anh nấu cho em một nồi hải sản nha. Anh giỏi nhất. Tiểu Đinh về rồi. Đinh Đinh, họ đã nấu cơm xong rồi, cậu ngồi vào là ăn được rồi. Xin chào, xin chào. Chào mọi người. Mọi người đều tới rồi à? Thế nào, hôm nay thuận lợi không? Em cất túi trước đã. Sao thế? Nè, con gái nói chuyện. Tiểu Đinh à, em không sao chứ? Em không sao, em thu dọn một chút. Ờ. Nè, hay là thế này đi, chúng ta thu dọn phòng bếp trước, lát nữa tiệc nấu ăn. Được, làm thôi, nào. Bác sĩ Chu à, tôi nói này, anh đừng có đứng ở cửa nữa, qua đây làm việc trước đi. Bạn thân tới cả rồi, chắc chắn là không sao đâu, yên tâm đi. Được. Rốt cuộc sao thế? Sao thế hả? Dàn ý mình viết bị xử tử rồi hả? Kịch bản mình viết không tốt, không đi Bắc Kinh được nữa, hỏng hết rồi hả? Không tới mức như vậy chứ. Ngoài tên không sửa, những cái khác đều phải sửa. Biên tập phụ trách đã viết ý kiến sửa chữa 5.000 chữ. Mình có lỗi với các cậu. Mình không viết tốt câu chuyện của chúng ta. Họ đã viết ý kiến thế nào? Bào ngư, ai rửa bào ngư? Để tôi, được. Ôi trời ơi trời. Tôm, đừng lo nữa, đợi chút nữa là ra thôi. Tôm này có phải cần dùng kéo cắt đi không? Cái này có thể vặt được không? Để đây đi, lát nữa lại làm. Tỏi đâu rồi? Tỏi, ở chỗ tôi nè. Vậy anh bóc 2 củ đi, lát nữa phải dùng. À được, bác sĩ Chu, có phải bàn này có thể bỏ ra không? Chúng ta nghiên cứu cái này đi. Được. Đoàn Tiểu Bảo quá bi thảm, hình tượng nhân vật sau phá sản vô cùng không vui vẻ. Do giữ tấm lòng thánh mẫu, dùng tiền bừa bãi còn muốn bỏ chạy. Đoàn Tiểu Bảo vì tự tôn, đẩy Ân Tiểu Thưởng ra không hề cần thiết. Hai người đã yêu thương lẫn nhau thì nên ở bên nhau. Cô quản tôi ở bên nhau không? Để mình xem nào, tức chết được. Tình tiết tiếp xúc của Đại Quả và đồng nghiệp khá tốt, nhưng vào lúc cô ấy và Chris mâu thuẫn kịch liệt nhất không rời đi, sau thăng chức lại chạy đi. Nhà nói không mua liền không mua, sai sự thật. Gì vậy chứ? Đúng thế, hiểu cái con khỉ gì. Đưa mình, để mình xem nào. Vì sao Lương Tiểu Sản có giả tâm như vậy? Nếu không, cô ấy từ streamer hàng đầu chuyển qua ngọc trai Barot thiếu tính hợp lý, nhất định phải tìm được nguyên nhân. Có phải vì nguyên nhân gia đình, ví dụ như bà nội bệnh nặng? Cái này sao mình không thể có? Cái gì?
của mình càng khó nghe hơn. Nói gì? Đọc cho các cậu nghe nè. Không hiểu ý nghĩa tồn tại của nhân vật Đinh Tiểu Huyên này là gì. Tính cách đặc biệt ba phải, nhân vật thiếu mục tiêu, phần hẹn hò ngọt không đủ ngọt, ngược không đủ ngược, cũng chưa từng chia tay. Kiến nghị bỏ nhân vật này đi. Cậu, không phải cậu viết theo trong cuộc sống sao? Hai cậu như vậy mà còn không ngọt à? Đúng thế, ngọt quá trời, đúng thế. Sao thế, sao thế? Có chuyện gì? Sao vậy? Ôi trời, không sao chứ. Cậu đừng dùng tay, có chuẩn bị đâm đó. Không sao, không sao. Chuyện này, mọi người. Được rồi, thu dọn qua đi. Còn lại để tôi làm cho, một tiếng sau là ăn. Bắt đầu nào. Cá vừa hấp cũng xong rồi. Vất vả rồi, vất vả rồi, vất vả rồi. Tuyệt quá. Món hôm nay đủ rồi. Món cuối cùng cũng được phải không? Rồi, nếu đủ món rồi thì chúng ta cùng ly trước. Nào, chúc Tiểu Đinh sinh nhật vui vẻ. Được, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người tới sinh nhật của mình. Ôi, món này thơm quá. Ăn thôi, bắt đầu thôi. Mình cũng muốn thử tài nấu ăn của mọi người. Thịt này anh nấu đó, thịt kho. Ừ, anh cũng ăn đi. Tôm này là tối nay nấu đó, tươi cực kỳ luôn. Khỏi cần. Ăn nè. Mình nâng cốc trước nha, Tiểu Đinh. Sao thế? Mình muốn cảm ơn cậu. Sao lại cảm ơn mình? Cái ông tổng biên tập gì đó của cậu ấy, cậu mặc kệ người đó đi. Đối với tụi mình, cậu là một người rất đặc biệt. Hơn nữa, còn cái ý nghĩa rất riêng nữa. Lúc đầu, khi mới ở đây, mình thật ra luôn coi bản thân là khách thuê phòng. Ngày nào mình cũng thấy cực kỳ miễn cưỡng và tạm bợ ấy. Mình nghĩ sẽ có một ngày mình mua nhà, rồi mình sẽ được sống tốt. Nhưng sau khi cậu tới, cuộc sống của mình nhờ có cậu mà đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhìn bức tường vàng vọt kia đi, được cậu treo thảm lên, rồi cả chỗ đèn này nữa, rồi mấy hình dáng ngộ nghĩnh trong điều hòa tủ lạnh nữa. Nhất là mỗi sáng thức dậy ăn đồ ăn sáng ngon lành mà cậu làm, đó là lúc tụi mình hạnh phúc nhất trong ngày luôn đó. Là cậu đã làm cho nơi này trở thành nhà. Là cậu đã khiến nơi này có cảm giác thân quen. Cảm ơn cậu. Tiểu Đinh, cảm ơn cậu. Điều mà mình thấy may mắn nhất năm nay đó là chuyển tới 602. Mình cũng thế. Cảm ơn Tiểu Đinh. Cậu biết không, cậu luôn phát hiện được những sự tồn tại đẹp đẽ mà chúng mình thường bỏ lỡ trong cuộc sống. Mà mỗi khi mình có tâm sự gì thì mình đều muốn ở cùng với cậu. Mình sẽ thấy trái tim bình ổn lại, rồi nói chuyện với cậu này, rồi cùng nhau cọ nhà nè. Thế mà lại cảm giác thoải mái, thư thái vô cùng. Cảm ơn cậu. Vậy cọ nhà nhiều vào nha. Em nghe thấy chưa? Dù là ở Bắc Kinh hay là Thâm Quyến, điều quan trọng nhất vẫn là mọi người ở bên nhau. Sau này dù cho em không thể tới Bắc Kinh công tác cũng không sao. Chỉ cần tới cuối tuần anh bay từ Bắc Kinh về thăm em là được rồi. Ôi, đúng đó, như tôi mỗi tuần đều sẽ đi máy bay về thăm chị Bảo vậy đó. Ngọt ngào đến mấy thì cũng là yêu xa thôi nha, không bằng tụi này ngày ngày gặp nhau đâu. Mấy cái người này thích phát cẩu lương lắm cơ, ai bảo chứ. Cảm ơn các cậu. Mình không thấy buồn nữa rồi. Tiểu Quả đã mở màn rồi, thì mình sẽ bắt đầu nha. Mình muốn nói với Lương Tử. Thật ra thì mình không có giả tâm gì cả, cũng không muốn có giả tâm, mà chỉ muốn được đơn giản sống vui vẻ mà thôi. Nhưng mà mình lại rất thích thế giới đầy màu sắc này. Đối với mình, cậu chính là thế giới màu sắc đó. Cậu bị đá từ tầng 7 xuống tầng 2, rồi lại trèo về tầng 7. Bây giờ cũng bắt đầu khởi nghiệp rồi, sau này cậu sẽ càng rực rỡ hơn nữa. Mình thì chẳng làm được những chuyện đó, nhưng mà mình có thể cảm nhận được thông qua cậu.
Vì vậy Lương Tử à, sau này hãy tiếp tục cố gắng nha, tiếp tục kiên cường nữa. Mình muốn tiếp tục ngắm nhìn cuộc sống nhiệt huyết của cậu. Đúng đó, cậu phải tiếp tục bùng nổ nha. Mình nói cho mà biết, mình sẽ theo sát cậu. Chúng mình còn phải ôm đùi cậu nữa mà. Yên tâm đi, để các cậu có thể ôm đùi mình, mình nhất định sẽ trở thành cuốn tiểu thuyết dài kỳ nhất thế giới. Khoan khoan, sao có vẻ em áp lực hơn cả anh thế hả? Làm tôi cũng thấy hơi... Nào nào nào, đến mình, để mình nói ha. Mình nói với Đại Bảo nè. Cậu khen mình đi nào. Cậu là người gặp nhiều khó khăn nhất trong đám tụi mình năm nào. Cậu phải gánh chịu rất nhiều. Thế nhưng mà mỗi lần quay đầu lại, mình đều nhìn thấy nụ cười cực kỳ tươi sáng của cậu. Cho nên cậu khiến mình hiểu được, dù trời có sập cũng chẳng phải sợ, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi. Đúng không nào? Cậu đã cho mình rất nhiều dũng khí. Cảm ơn cậu. Đó cũng là vì có một người luôn ở bên và chỉ bảo cho mình đó. Đúng không nào? Lại khiêm tốn rồi. Đương nhiên là còn các cậu nữa, không thể thiếu một ai, nhất là tiểu quả nhà mình. Năm nay thật sự rất khó khăn đấy, nhưng lần nào mình cũng nghĩ nếu tiểu quả gặp khó khăn thế này thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ? Đương nhiên sẽ là cố gắng mãi. Cho nên Tiểu Đinh là cái tên tổng biên tập kia của cậu ngáo rồi, tiểu quả nhà mình nghỉ việc rồi, không mua nhà nữa. Sao lại không thật được chứ, đúng không? Đó là vì tiểu quả nhà mình đã tìm được một việc có ý nghĩa hơn và khiến cậu ấy càng quyết tâm hoàn thành hơn mà, đúng không? Cũng nhờ người này nè. Ôi trời ơi. Thì tôi mong là chúng ta sẽ ngày một tốt hơn. Tôi... Mọi người nói xong rồi chứ? Anh nói một câu được không? Anh nói đi. Vậy tôi nói một câu thôi nha. Thì là chị Sản ngày xưa lúc còn ở công ty thì đã tới phòng của tôi, nói với tôi một câu là thế này: ba người các cô là nguồn sức mạnh lớn nhất của cô ấy. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi đã biết vì sao rồi. Mà cũng thấy rất tốt nữa. Phải tốt chứ. Rõ ràng. Phải tốt chứ. Phải tốt chứ. Mình quyết rồi. Mình không cho bọn họ sửa gì nữa. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Đây là sách về chúng mình. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng thế. Đồng ý hoàn toàn. Đồng ý hai tay luôn. Chúc mừng sinh nhật. Cùng thắp ngọn nến tình yêu nào. Em ước đi. Điều ước đầu tiên của mình là mỗi một người mình yêu thương, mỗi sáng thức dậy sẽ được ngồi xuống và ăn một bữa sáng ngon lành. Điều ước thứ hai là mặc dù mình không định chỉnh sửa, nhưng mình vẫn hy vọng sẽ có người tán thưởng câu chuyện không hoàn mỹ của chúng ta. Điều ước thứ ba của mình... Ai muốn nào? Mình, ai nào? Mình muốn. Nhưng mình không biết nên ước gì. Mình cũng thế. Mình thấy bây giờ đã rất hoàn mỹ rồi. Vậy thì phí mất. Vậy hãy để điều ước đó cho mình nha. Ôi, thạch đầu. Thạch đầu à. Thạch đầu. Xin chào, chào cô. Chào nha, chào nha. Nhiều bạn mới quá. Vậy cậu ước điều này đi nha. Mình không khách sáo đâu. Mau ước đi. Điều ước của mình là mong cho chúng ta sẽ được gặp nhau sớm, càng nhanh càng tốt. Vậy cậu mau về đi chứ. Về đi, mình muốn gặp cậu lắm. Mình cũng nhớ cậu lắm, thạch đầu. Nhớ cậu lắm đó, mau về đi nha. Vậy mình tắt máy đây. Ừ, mình phải học đây. Vậy cậu học đi nha. Bye bye. Thạch đầu bye bye, thổi nến đi, nào. Nào, thổi đi, thọ tinh, 3, 2, 1. Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật bé yêu. Mừng ngày đó em sinh ra đời. Happy birthday to you. Không ai nói.
Có người sẽ nói, chúng ta đáng ra nên chọn cái này hoặc cái kia mới là đúng nhất, thì mới có thể sống một cuộc đời hoàn hảo hơn. Tôi sẽ hiểu những điều này thành những lời vuốt đuôi. Sao cứ phải vào những lúc quan trọng thế này mà phạm lỗi chứ? Sao lại có thể gửi sai link được vậy? Một khi nổ ra tranh cãi thì cả Lan Châu này sẽ chết đấy. Có rất nhiều việc không thể cân bằng chỉ với đúng sai được. Chúng ta không phải vừa sinh ra đã có sức mạnh phi phàm. Cảm ơn em Ma. Cũng không có con mắt xuyên thấu nhìn tương lai được. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới nhận ra được mình là ai. Sao tôi lại tin miếng bánh lớn của mấy người chứ? Đáng ra tôi nên đi theo Tề Tụng và cút luôn thôi. Còn xem kìa, ngoài việc biến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn thì tôi đâu còn cách nào. Chúng ta có vô số điểm yếu và những lúc do dự, bị những sự cố bất ngờ đập vào mặt cùng một lúc. Nào, cùng cạn ly. Cũng sẽ trách ông trời trêu ngươi. Mơ mộng sẽ có kỵ binh giáng trần tới giúp đỡ. Có trả hay không? Không trả thì tôi đập nát chỗ này đó. Ân thưởng, tôi thích cậu. Nhưng mà dừng ở đây đi. Chúng ta thậm chí còn có những lúc không biết ý nghĩa cuộc đời này nằm ở đâu, mơ mơ hồ hồ, thấy sợ cho tương lai. Bình thường tôi viết chút tiểu thuyết mạng thôi. Chú cháu thần, anh là đàn ông ư? Đừng sợ, phẫu thuật sẽ thành công thôi. Rốt cuộc tôi là gì của cô? Một nhân vật mà cô có thể lợi dụng à? Tôi một người mà cô lợi dụng được à? Anh ấy có một chút thích tôi mà. Tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Vậy chậm thôi, cẩn thận không ngã đó. Chúng ta sợ bị ngã, sợ gặp sai lầm, sợ sẽ hối hận, sợ sự bình thường. Mình muốn trở thành kiểu nữ sinh đó, nhưng lại chẳng bao giờ làm được. Đây chính là chúng ta. Tuổi 25 mê mang bất định, giữa tuổi 20 và tuổi 30. Tôi là Khương Tiểu Quả, không bao giờ lùi bước. Nhưng những điều không hoàn hảo này mới tạo thành chúng ta. Không thể quay lại, cũng không cần quay lại. Mua hàng là phải mua cho đã, live stream là phải xem lương sản. Chúng ta sẽ tích tụ sức mạnh vào những lúc vấp ngã. Lai Châu buộc phải hủy hợp đồng với cô. Sợ gì chứ, dũng cảm mà làm. Vào lần lựa chọn sau sẽ càng dũng cảm hơn. Cô ấy sẽ chạy mãi, chạy thắng tất cả, luôn luôn hy vọng, luôn luôn có khả năng thay đổi. Vào những lúc vui vẻ hay đớn đau, hãy nắm chặt tay người bên cạnh mình. Chúng ta trưởng thành như vậy đấy. Vừa phạm sai lầm, vừa mơ hồ, còn cả đời cơ mà. Sợ cái gì chứ. Mình sẽ càng kiên trì hơn, để trở thành một phiên bản tốt hơn. Chúc mừng sinh nhật. Vô chuẩn bị này. Mau lên, mau lên, nhanh lên, nhanh lên. Nào, lại tắm nữa đi. Ừ, ừ, thêm tắm nữa. Nhớ chú ý an toàn nha. Nào, 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 nào. Có lẽ sau này vẫn sẽ như vậy. Chúng ta cũng không cần sợ hãi, yên tâm vững bước. Các bạn, hẹn gặp lại ở tuổi 28 nhé.